hướng tới gần 100 triệu người dân Việt Nam, đặc biệt là với người dân ở vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa đều được bảo hiểm, phòng tránh các rủi ro, tiếp cận bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch và an toàn. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng lập Lien Đỗ Thị Kim Liên, lãnh sự danh dự Nam Phi tại thành phố Hồ Chí Minh, công bố ra mắt ứng dụng công nghệ bảo hiểm tự động đầu tiên tại Việt Nam. Mua 1 phút bồi thường 30 giây là thông điệp và đầy đủ nhất mà công nghệ bảo hiểm tự động 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ đem đến cho cộng đồng. Ứng dụng được thiết kế trên nền tảng hệ điều hành Android và iOS. Chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể hoàn tất đăng ký và việc bồi thường bảo hiểm cũng hoàn toàn tự động với thời gian thanh toán chỉ trong 30 giây. Ngoài ra, với ứng dụng, các thành viên trong nhóm có thể điện thoại miễn phí, đọc sách trực tuyến và đáng chú ý là giúp cho đứa trẻ, công chức, những người nội trợ có thêm thu nhập khi tham gia kinh doanh chủ động và độc lập. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo hiểm được các chuyên gia tài chính đánh giá là cách mà các doanh nghiệp buộc phải thực hiện để thích nghi với các xu hướng của thời đại.